Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Mẫu đồng hồ hôm nay mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn thuộc thương hiệu Tag Heuer. Đây là một thiết kế rất đặc trưng của thương hiệu, đó chính là bộ sưu tập Carrera. Tag Heuer là một thương hiệu gắn liền với cả môn thể thao đua xe, và hai bộ sưu tập nổi tiếng nhất của họ thì cũng vậy. Hai bộ sưu tập nổi tiếng nhất của Tag Heuer đó chính là Carrera và Monaco. Đó là đều là tên của hai cuộc đua nổi tiếng và cực kỳ nguy hiểm. Vâng, và thời thập niên 1950 và 1960 thì hai cuộc đua này đã tước đi sinh mạng của không ít tay đua, và cuộc đua Carrera vẫn là cuộc đua nguy hiểm nhất cho tới ngày nay. Và đó là nói qua một chút về lịch sử và tên của sưu tập Carrera. Thế cái này đã được cải tiến nhiều theo năm tháng, nhưng mà tựu chung lại thì vẫn giữ được dáng vẻ thể thao rất là khỏe mạnh, bánh bezel chéo, nút bấm chronograph, dạng pump pusher, có nghĩa là giống như một cái máy bơm, một cái piston vậy. Đúng chỉnh giờ thì vẫn có các cái khiên là logo của thương hiệu Tag Heuer. Thực chất thì thương hiệu này vốn có tên là Heuer, được thành lập vào năm 1860, nhưng mà tới khoảng những năm 1980 thì đã được công ty Tag mua lại, và sau đó hai cái tên đã ghép lại thành Tag Heuer. Mẫu đồng hồ này có đường kính 41mm, được làm từ thép không gỉ, và đi cùng với đó là bộ dây cũng được làm từ cùng chất liệu. Bộ dây này tôi khá thích bởi vì kết hợp hai phương pháp hoàn thiện san sen lẫn nhau và tạo điểm nhấn. Có thể thấy đây, phần này được xước mờ này, còn phần giữa này, đây là đánh bóng một viền rất là mảnh thôi. Chi tiết nhỏ nhỏ như này nhưng lại tạo hiệu ứng hình ảnh khá thú vị. Vâng, cùng với đó là một khóa bấm được khắc thêm thương hiệu Tag Heuer. Tiếp theo chúng ta cùng quan sát mặt số cho đồng hồ. Và mỗi đồng hồ này có một mặt số rất là đặc biệt với những cái chấm nhỏ, và những cái chấm này thì được làm từ đá Aventuri. Cái đá Aventuri này bên trong có những cái tạp chất rất là nhỏ mà tạo nên hiệu ứng lấp lánh giống như kiểu ngôi sao hay bầu trời vậy. Sử dụng bộ máy Caliber 1887 được sản xuất in-house, mà in-house ở đây chúng tôi sẽ để trong ngoặc kép và tí nữa tôi sẽ phân tích tại sao. Mặt số chúng ta có thể thấy là thiết kế rất là quen thuộc với 3 mặt số phụ, hai mặt số phụ chronograph ở góc 6 giờ và 12 giờ và một mặt số phụ chỉ giây ở góc 9 giờ. Ở mặt số phụ góc 6 giờ có thể thấy được cửa sổ chỉ ngày. Và những cái mặt số phụ chronograph thì được hoàn thiện với những cái đường vân xoáy tròn đồng tâm. Những cọc số thì được làm bằng thép không gỉ và đính như mặt số, nhưng mà không được quét thép phản quang. Thép phản quang chỉ được sử dụng trên hai cây kim và khá là bé. Nhưng mà đừng lo, bởi vì sử dụng chất Super Luminova nên là cái chất phản quang này rất là sáng, nên chỉ cần hai cái tia rất là bé này cũng đủ có thể giúp người dùng nhìn đời trong bóng đêm được rồi. Và có một chi tiết khá là hay mà tôi muốn nhắc tới ở đây, đó chính là cái mặt số phụ chronograph thì có một cái viền mặt số phụ. Nếu bạn nhìn từ góc này thì trông khá là bẹt, và nhưng mà nếu nhìn góc chéo hơn một chút thì sẽ thấy đây là được thiết kế lồi như mặt số. Về tổng thể, những cái chi tiết mà được thiết kế lồi thế này nó sẽ tạo chiều sâu như mặt số. Như đã nói từ lúc trước, chiếc đồng hồ này sử dụng bộ máy Caliber 1887 được sản xuất in-house với Tag Heuer. Và vừa nãy tôi cũng nói rồi, cái từ in-house này được để trong ngoặc kép, và bây giờ tôi sẽ giải thích vì sao. Thì thực chất là Tag Heuer không phải là người phát triển ra bộ máy này. Bộ máy gốc của bộ máy này đó chính là bộ máy 6S37 được phát triển bởi Seiko. Tag Heuer đã mua lại bộ máy này và đã chế tác thêm một số cái chi tiết đặc biệt của họ, và đó là nền tảng của máy 1887. Vâng, thì các bạn có lẽ là hay hiểu là in-house là thương hiệu tự sản xuất hoàn toàn, nhưng mà về lý thuyết thì không phải như vậy. Vâng, về cơ bản thì bộ máy này hoạt động với tần số 28.800 nhịp mỗi giờ, thời lượng clock khoảng 50 giờ. Bộ máy chronograph này thì sử dụng hệ thống bánh xe cột chrome wheel thay vì bánh cam truyền thống, và bạn có thể dễ dàng thấy cái bánh xe cột đó có màu xanh trên bộ máy. Cơ chế chronograph thì đã bị giấu kín ở bên trong rồi và không thể nhìn thấy cái cơ chế chronograph, và nhưng mà theo tôi đoán thì đây là khớp ngang. Và bộ máy này thì cũng được hoàn thiện khá là tinh xảo với tất cả những phương pháp truyền thống mà chúng ta thường thấy. Vâng, chúng ta thấy vân sọc này, vân xoáy tròn này, nhưng mà chúng ta sẽ không thấy được cái đinh ốc xanh được xử lý nhiệt
chi tiết màu xanh thứ nhất đó chính là bánh xe cột Column Wheel. Còn bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ có đường kính 41mm, khá thông dụng và phù hợp với tiêu chuẩn ngày nay là từ 40 cho đến 44mm. Và dáng vẻ thể thao chúng ta đã thấy rất rõ, thiết kế rất mạnh mẽ và nhiều góc cạnh. Về tổng thể thì đây là một chiếc đồng hồ thể thao rất là đẹp. Và đặc biệt nó là cái mặt số, và mặt số đá này thì rất là hiếm thấy. Mẫu đồng hồ Tag Heuer Carrera 1887 hiện đang được bán mức giá chính hãng là 4.500 USD. Đó chỉ là những bản thường với mặt số chạy tia. Còn đây là một mặt đá khá đặc biệt. Nếu bạn muốn tìm trên Google thì có lẽ là bạn sẽ không tìm thấy được mẫu đồng hồ này đâu, bởi vì tôi đã thử tìm rồi. Để biết thêm chi tiết về mẫu đồng hồ này, các bạn thì chỉ cập trang web là bảoluxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.